Đối tượng hành hung nhân viên đập phá tivi làm loạn cả siêu thị điện máy. Đoạn clip đang gây xôn xao dư luận ghi lại cảnh người đàn ông xông vào quán bán đồ điện tử, hùng hổ đòi bê chiếc màn hình tivi đi. Hai người được cho là nhân viên đã ra cố sức ngăn cản nói, thôi anh ơi bình tĩnh đã. Vậy nhưng người đàn ông tỏ ra vô cùng cáu giận, gằn giọng hét thả ra, tao bảo chúng mày thả ra. Thậm chí đối tượng còn giơ chân đạp mạnh vào nhân viên rồi lao ra ngoài. Anh ta cầm màn hình tivi ném mạnh vào cửa. Nam nhân viên vẫn cố nói chuyện, muốn làm giảm bớt sự tức giận nhưng đối tượng lộ rõ thái độ không hợp tác. Người đàn ông tiếp tục quăng mạnh màn hình vào cửa kính, những tiếng động lớn liên tiếp khiến ai nấy đều kinh hãi. Theo chia sẻ của người đăng tải đoạn clip, sự việc diễn ra tại thị trấn Cầu Giác, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Hiện chưa rõ nguyên nhân dẫn tới hành động của người đàn ông, nhưng dù với bất cứ lý do gì, việc làm đó đều không chấp nhận được. Không chỉ phá hoại tài sản ở nơi công cộng, đối tượng còn cố ý đánh người. Bên dưới video, dân mạng để lại bình luận chỉ trích, đoạn clip không rõ lý do, chắc có khúc mắc giữa cửa hàng với khách, nhưng mà thế nào đi nữa, hành động của người này sai quá sai rồi. Sao nhân viên nhẹ nhàng thế, đây là cố tình đánh người và phá hoại tài sản rồi còn gì, sao không báo ngay với công an đi. Một phút tức giận là hỏng ngay, xem video thấy nhân viên kiềm chế lắm luôn, vẫn nhẹ nhàng, còn ông kia thì cứ loạn lên. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.